Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình quay lại cái vườn sầu riêng chỗ trà sau một tháng xử lý quy trình của bên mình. Thì hiện tại là cái vườn sầu riêng là hết bị chỗ trà nha các bạn. Đấy, cái lá non ra toàn bộ thay cái hàng lá mới. Thì cái quy trình mình cũng đã chia sẻ ở trên cái video là cái vườn sầu riêng chỗ trà là cách xử lý rồi ha. Nay anh em nhìn thấy cái hàng lá mới ra mơn mởn luôn. Gọi là nó sự hồi phục của nó rất là thần kỳ. Đây, đây dấu tích của cái chỗ trà cũ đây. Đó, và cái mới nè. Đó, thấy không? Lá mở ra, đây rồi vết chỗ trà cũ đây. Đó, đây là những cái dàn lá mới đây. Anh em nhìn thấy cái dàn cây không? Đó, giờ mình nhìn quay xa xa kìa ha. Cái đọt khô bây giờ là ra ngọn hết. Dàn lá mới thay. Toàn bộ là thay. Lá to đùng đùng luôn. Mình quay lại cái đúng cái góc quay cái cây của mình quay luôn đây nè. Đó, cái cây to này nè, anh em thấy cái cây to không? Cái cây to, đúng cái cây to mình quay đúng không? Đó, nhìn lại cái ngọn chỗ trà giờ hết rồi ha. Đó. Thấy anh em thấy mê không? Đó, đây là kết quả của việc xử lý của cái vườn chỗ trà, bây giờ là hết chỗ trà ha. Thì lá mới đang ra. Thì cái dàn lá mới đang thay ra đồng loạt như vậy nên cái màu lá của mình á hiện tại là nó đang cái màu đồng, là dạng như cái màu lá non răng ra đó. Thì ở cơ lá này mình phòng bệnh rất là kỹ ha, là phòng nấm với lại thằng sâu rất là kỹ. Còn cái cách thực hiện để mà làm như thế này mình đã chia sẻ rồi, thì hôm nay mình nhắc lại một lần nữa cho mọi người nhớ nè. Là bước 1 á là mình bón lân nung chảy để cho nâng pH đất lên, và mình bổ sung một gốc đó là khoảng một bao hữu cơ vi sinh vô số 9. Một cây một bao nha. Đây nè, giờ mình nhìn lại dưới gốc nè, bón tưới tan giờ nó đen thui luôn nè, anh em thấy không? Đất tan luôn, đen thui luôn. Và sau đó là mình tưới dưỡng rễ. Mình tưới dưỡng rễ là một cây này á là mình tưới 100 lít bộ ba kích rễ bên mình. 100 lít nha, tại cây này rất là to. Đây là cái thân cây anh em nhìn nè, nè cái bàn tay của mình này, nó nhỏ xíu so với lại cái cành cái luôn nè. Đây là cái cành cấp nó to cỡ này mà, cái thân này tưới 100 lít là bình thường. Thì sau khi tưới cái bộ ba kích rễ của bên mình á, sau đó là mình tiếp tục á, là mình tưới thằng canxi và phốt để cho nó dày lá lên. Thì cây cũng khoảng chừng là 50 lít, là sau đó 20 ngày. Còn trên lá là mình sử dụng những cái bộ phân bón lá định kỳ của bên mình, ví dụ như axit amin và power và tinh dầu caranol. Thì cái lá mình nó sẽ bóng loáng và nó mở lá ra, và đoạn non nó thắng ra lại hết. Là cái hiện tượng chỗ trà của mình bây giờ là hết rồi nè. Đó, hết chỗ trà nè các bạn. Bây giờ là vườn sầu riêng này nó trẻ mà nó như con gái 18 vậy đó. Nhìn nó mơn mởn luôn, nhìn rất là hấp dẫn. Đây anh em mình đi quay vô sâu trồng cho mình thấy ha. Nhưng mà trong cái quá trình mình bón gốc đó là mình có sử dụng thêm cái NPK tinh thể. NPK tinh thể thì mình sử dụng là 2 kg NPK 22, 10 và 8 cộng với lại 1 kg vi lượng Temix. Đó. Thì cái dàn cây của mình bây giờ nó thay đổi. Lá nó ra mơn mơn mởn luôn đây. Anh em thấy không? À, những cái lá cũ là sâu xia bệnh tật, ở đây là lá mới nè. Bắt đầu đang có dấu hiệu thay đổi thôi. Và sau khi cơ này nó lụa, ta lại làm lại thêm một cái nữa, là cái dây cây mình là nó lực lại. Thì mình sẽ đảm bảo được năng suất, không có vấn đề gì hết. Đây à, những cái cây rất là vĩ đại đây. Cây bành bành luôn nè. Đó, vậy mà nó hồi phục lại y như cây tơ. Đó, thậm chí nó mạnh, nó bật luôn cả các cái chồi trong thân này ha. Đó, cái cành khô luôn nè, cành khô mà giờ nó bật luôn cả được cái chồi này. Đó, thấy không? Sức mạnh của phân sinh học của bên mình rất là dữ. Ngoài ra nữa là độ hữu cơ của bên mình là bao luôn. Đó, thì hôm bữa là vô cái vườn, vô thời điểm đó là như mình vô vào buổi sáng mà nắng nó chiếu rọi vào trong thân gốc luôn. Bây giờ lá nó ra lại. Mà mình đi giữa 12 giờ trưa đây. Mà vẫn là có mát rồi nè, mát rượi rượi luôn rồi. Đó,
Thì với lấy cái lực cây như vậy thì sang năm mình lấy vài tạ một cây là bình thường ha. Thôi cây to đùng đùng luôn, to đi đùng luôn. Thì mình chịu khó, nhìn mình đi rất là nhiều vườn, nhưng mà cái vườn này mình phải cập nhật cho mọi người thấy là cái kết quả của việc mình làm. Chứ nhiều khi mình nói vườn sầu riêng chỗ trà thì bây giờ là khắc phục thì nó phải có kết quả như thế nào. Thì đây là kết quả của cái vườn đó ha. Hết chỗ trà ha. Đó. Giờ đi đứng hướng nào qua cái mương này đây ta. Quýt phi thân qua được không? Thử một cái coi. Đi phi thân qua được không? Đi qua cái clip khác thử. Ây chà chà chà. Úi. À. Thì bây giờ mình qua cái clip khác ha. Đó, thì cái cây bắt đầu nó búng, nó đọng ngon ra nè. Cái vườn này thì chủ vườn khi sau khi xử lý thành công họ cũng rất là vui mừng. Rất là vui mừng vì mình đã làm được thành công cái vườn này. Nhưng mà cái tình trạng này thì mình đã xử lý rất là nhiều lần rồi. Thì sau cái quy trình này thì cái lá non mình nó ra nó sẽ nhỏ. Anh em ha, anh em thấy để nó nhỏ lá đúng không? Tại vì nó đã kiệt sức, nó búng ra là nó sẽ búng ra cái lá, phiến lá nó nhỏ như vậy. Thì mình sau cái lộ trình này mình sẽ làm một cái lộ trình nữa là làm cho mở lá. Thì cái cách mở lá là mình sử dụng những cái dòng dinh dưỡng cao, ví dụ như là NZ hoặc là 35-15 bên mình để cho nó mở lá ra. Kết hợp với là acid amin và vi lượng combi. Thì cái vườn này á, khi mà cái lá nó đâm ra như vậy nè, thì cái hiện tượng là nó hút dinh dưỡng rất là nhiều, cho nên là việc thiếu hụt vi lượng cũng là điều mình bổ sung vi lượng là điều cần thiết. Thì hàng tháng á, là mình nên bổ sung một cây khoảng 1 kg vi lượng temit. Vi lượng temit bên công ty mình rất là hay ha. Đây, cái dòng chỗ trà nó còn dấu tích vẫn còn ít nè, nhưng mà cái đợt mới ra nữa sẽ ổn nè. Đó. Thì cái dàn lá của cái cây sầu riêng á, giống như cái bộ phổi của cái con người của mình vậy đó. Là nó là để thở, để quang hợp, để tổng hợp đường bột. Thì khi dàn lá mình nó tốt như vậy thì cây của mình nó sẽ đủ năng lượng tích lũy đường bột. Và cái vườn mình á, nó sẽ đảm bảo năng suất cho cái vụ sau ha. Đây, giờ nó đang ra nè, đang lú ra, lú ra. Lú rất là nhiều, rất là đẹp ha. Đây, chỗ trà bây giờ nó đang lú ra nè. Đó. Thì sau cái quy trình của mình, sau 2 tháng thì cái cơ này nó thuần thục. Thì thời điểm mà mình bón phân tiếp tục nữa là mình không phải bón lúc nào cũng được nha. Mình phải canh cái dàn lá này nè, nó mở ra. Và bắt đầu nó chuyển sang lụa lại. Nó chuyển sang lụa lăng già lại, là tiếp tục ta lại đi theo quy trình tiếp. Rồi bước tiếp theo là ví dụ như là ngoài cái hữu cơ vi sinh thì mình có thể bón thêm NPK dạng một màu, dạng NPK 20-20-15. Để cây nó vừa cân đối dinh dưỡng, nó cân đối dinh dưỡng để nó khỏe mạnh ha. Nhưng mà bà con lưu ý nha, cái mùa này là đầu mùa mưa ta có thể chăm mạnh được. Nhưng mà tới thời điểm mưa dầm á, nghĩa là qua rằm tháng 7, rằm tháng 8 á, là mưa nhiều á, thì mình không nên bón NPK. Mà mình chỉ có nên bổ sung cái phân hữu cơ để cho nó để bị đỡ bị tổn thương cái dàn rễ tơ. Mình phải chịu khó là mình xịt phân bón lá định kỳ và tưới những cái dòng phân nước cao cấp. Dòng phân nước cao cấp thì bên mình thì có những cái dòng ví dụ như là canxi, phốt, rồi những cái dòng như root, super root te. Đó, hoặc là những cái dòng như là lân cao để cho nó giải độc đất thì giống như là rainbow bên mình ha. Thì cái phương pháp cái vườn này là đang sử dụng phương pháp tổng hợp. Là việc đầu tiên của mình đó là mình dùng cái lăng nung chảy để mình nâng pH. Và dùng vi sinh vô số 9 để ổn định chất đệm trong đất. Và mình bổ sung NPK những dạng cao cấp là dạng tinh thể. Thì cái cây của mình nó nhanh phục hồi. Và sau khi phục hồi rồi á, mình sẽ sử dụng những cái dòng chậm. Dòng chậm ví dụ như bên mình có dòng 20-20-15. Là bên mình cái dòng đó thì có hai dòng. Một dòng là nhanh, nhã nhanh và một dòng nhã chậm. Bên mình có một cái dòng hàng nhập á, một màu á, là nhã chậm rất là đẹp ha. Thì để sử dụng để trong mùa mưa. Mùa mưa thì mình nên dùng những cái dòng mà nhã chậm để cây hấp thu từ từ. Còn mùa nắng á, thì mình là sử dụng những cái dòng tăng nhanh để cây nó không bị bốc hơi. Đó.
Thì với cái dàn bưởi, dàn dàn cây sầu riêng chỗ trà này thì cái dàn cây của mình bây giờ là rất là ổn rồi ha. Việc còn lại của mình là mình làm sao cho cái cây của mình nó thêm một cái cơi lá nữa. Cơi lá thứ hai nó phải mạnh hơn cái cơi này. Tại anh em nó đẩy ra hết rồi á, là bắt đầu mình phải tích lũy lại và tiếp tục cho nó đẩy thêm một cơi nữa. Thì chờ cái vườn này là mình sầu riêng để mà làm trái đỉnh á, thì mình phải làm được 4 cơi. Còn ví dụ như sầu riêng mà phục hồi á, mình làm được 3 cơi ngọn là mình làm trái là bao bao ngon luôn, bao đẹp luôn. Đó, thì cái vườn này bắt đầu là nó phục hồi ha. Nhìn thấy rất là mê. Bản thân cái chủ vườn cũng mê nữa. Đây, bữa giữa trưa nên cái lá của nó bắt đầu là nó hơi khép khép lại để nó ngủ á. Nó tránh thoát hơi nước á, cho nên là cái lá nó không có được vểnh ra. Chứ mà buổi sáng sớm và buổi chiều thì lá rất là đẹp. Đó, cái lá bắt đầu mở ra nè ha. Trước đó nó bị rầy xanh cắn te tua luôn, mà giờ mình phòng bệnh được thì cái rầy xanh nó không có phá nữa nè. Nhưng cái màu lá này vẫn chưa đẩy lên được cái độ bóng, tại do là nó mới phục hồi. Sau cái cơi này nè, cơi này bắt đầu nó lụa lại, bắt đầu là nó phải đẩy cái màu bóng lên, có nghĩa là bóng một cái sự phản chiếu ánh sáng được á. Thì lúc đó là cái dàn lá mình mới là chuẩn ha. Còn cái phiến lá mình vẫn giờ phải hơi nhỏ nè. Giờ phải làm cho cái lá mở lên gấp 3 lần như thế này. Ở cho cái cơ sau thì cái dàn lá cây của mình nó sẽ đẹp. Thì mình đã cập nhật lại cái vườn này cho anh em thấy được cái kết quả của việc mình làm ha. Và mình sẽ tiếp tục chia sẻ những cái video về sầu riêng sau này. Anh em có quan tâm thì cứ liên hệ với Vịnh ha. Số điện thoại của mình nằm bên trên góc bên tay phải màn hình ha. Xin chào tất cả mọi người nha.